Thưa sư, nếu một người bạn cụ thể là người yêu của mình không biết chánh pháp, thì mình có nên chia sẻ và họ đi đến chùa để dần tiếp xúc với chánh pháp hay không? Thì nếu quý vị có thể làm được thì đó là điều tốt thôi. Nhưng hãy cẩn trọng và xem xét sở thích, khuynh hướng của người bạn mình. Bởi vì thí dụ như người bạn mình có khuynh hướng là tà kiến thì mình không nên đánh thẳng vào cái tà kiến của bạn. Bởi vì như vậy là họ sẽ phản ứng, và Đức Thế Tôn cũng nói khi mà không nên nói về bố thí mà lôi bố thí ra nói, Như Lai gọi đó là vụng thuyết. Khi không nên nói về giới mà lôi giới ra nói, Như Lai gọi đó là vụng thuyết. Khi không nên nói về kiến mà lôi kiến ra nói, Như Lai gọi đó là vụng thuyết. Cho nên mình phải xem xét là có những đề tài nào phù hợp, đề tài nào không phù hợp. Chứ không phải thấy bạn mình tà kiến cái mình đem những cái bài giảng mà nhắc tới tà kiến mình đem vô, là cái đó là mình dở chứ không phải là mình hay. Mình phải xem xét, ví dụ như bạn mình thích bố thí thì mình kiếm những bài nào mà bố thí mình đem đưa cho bạn mình nghe.